sinh tồn. Thì những cái thành phần nào không cần thiết bên trong cái thể hoạt động này này, nó sẽ hút bỏ ra, với những thành phần hút bỏ ra, nó sẽ tạo một cái nang để chống đỡ với những điều kiện bất lợi từ ngoại cảnh. Cho nên là thể hoạt nang, thể hoạt động người ta thường gọi là thể gây bệnh, còn thể hoạt nang là thể lây nhiễm, tại vì nó sẽ là cái loại tồn tại mà tự nhiên mà lây nhiễm. Và đây là cái thể hoạt động của thể hoạt nang của con Metanoeba histolytica, là một cái con lây nhiễm tăng huyết. Dựa vào cơ quan di động thì nang sẽ chia lớn vào phòng máy nhỏ. Dựa vào cơ quan di động, tế di động bằng cái gì thì ta sẽ chia thành bốn nhóm là rồi. Di động bằng chân giả thì người ta gọi là lớp trục. Rồi. Di động bằng chân giả là gọi là trùng amip, hoặc là trùng biến hình, hoặc là trùng nhân giả là một nè. Di động bằng gì nữa? Chuyển màu. Ủa, chuyển màu nhân giả là di động bằng lông, là có lớp trùng lông. Di động bằng roi, là có lớp trùng roi, và có một cái lớp nó ít di động là trùng trùng chân giả. Mới nói xong trùng chân giả là thuộc lớp gì? Lớp amip, hoặc trùng chân giả là trùng biến hình, đúng không? Còn trùng gì nữa? Trùng gì có xúc đến là trùng gì? Trùng bào tử. À, trùng bào tử. Phải hình cái gì bốn lớp ha? Trùng chân giả, trùng lông, trùng roi và trùng bào tử. Bao la chưa? Cô Ly. Kỳ cô. Kỳ cô mô lát. Anh ta mê ba. Coi coi đó là cái gì kia, cái bệnh mà tăng mới phải nó không rõ.
có. Bộ nhận. Đại số là bào nang, còn ngày tiếp bên hoạt động tiêu chảy. Bào nang. Trong một số trường hợp nếu mà có mình lấy về mình làm liền thì mình vẫn có thể thấy được thể hoạt động, ăn hoạt động, không ăn hoạt động. Nhưng mà khi mình để quá lâu rồi, tất nhiên là chỉ còn bào nang thôi. Và đối với mẫu đơn bào thì mình khuyến cáo là mình sẽ không cái thời gian tối đa. Ngược trường theo lại. Nếu mà hồng cầu thì có tiêm với chị so liền, các chị thấy là nhạc còn bình thường, nhưng mà để lâu thì sẽ thấy hồng cầu mạnh hơn, bởi vì nó cũng được tiêm của mình không phải là một người mạnh chương, nó là một người yêu đương cho nên nó sẽ mất hết cái người yêu đương nên nó sẽ nước nó sẽ thoát ra ngoài, nó hồng cầu sẽ nhăn nheo. Tương tự như vậy cái enema và cái telenica này cũng như thế, mà bởi vì nó là đơn bào cho nên là ngày máu số nào có thể đi
Phật cũng ai biết là lễ tế. Lễ tế đề đúng. Chuyển mạng để em biết thì sao em biết chỉ là mạng tính à nó có thể chuyển thành mạng tính cấp tính bởi vì nó có thể ăn hồng cầu và tiếp tục ăn hồng cầu nên là chỉ đổi qua lại vậy lâm sàng thì sao em biết là không sốt con này có sốt thì em mới nói nè em biết không sốt em biết có sốt không 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 nha được thì... có số đồng thời để anh biết là để chỉ dùng cái tính chất vi phong cái số lượng khác nhau cái nào nhiều hơn anh biết ai trực trùng nhiều hơn trên 15 đồng ai biết dưới 15 đồng ai biết dưới cũng lấy trực trùng là đi liên tục nhiều hơn. Coi cả lớp coi mà YouTuber bữa giờ được ba mấy triệu rồi đó. Bao giờ là bao giờ có cái ly có hồng cầu Thank you.
dân ở trung tâm. Trên là hít, dưới là vô. Ở trên là hít, hít vô. Dưới.
có. Đa số là gặp này